Phép thử khi bình phương là một phép toán thống kê đánh giá mức độ phù hợp nhằm kiểm chứng một tỷ lệ giả thiết. Kết quả từ phép toán này cho chúng ta biết liệu một tập hợp số liệu thu được từ thực nghiệm có ủng hộ một tỷ lệ giả thiết hay không. Hãy xem một phép Lie liên quan đến hai tính trạng lặn về màu mắt và dạng cánh ở ruồi giấm Drosophila melanogaster. Một trong hai ruồi bố mẹ là ruồi thuần chủng, mắt màu tía, cánh cụt, có kiểu gen là PR, PR, DP, DP. Dạng bố mẹ còn lại cũng là ruồi thuần chủng nhưng có các kiểu hình kiểu dại là mắt đỏ cánh bình thường với kiểu gen là PR+, PR+, DP+, DP+. Do các đột biến là lặn nên tất cả các ruồi F1 hình thành đều có kiểu gen dị hợp tử PR+, PR, DP+, DP và có kiểu hình mắt đỏ cánh bình thường. Phép Lie phân tích giữa các ruồi F1 với các ruồi có kiểu hình mắt tía cánh cụt đã tạo ra 360 ruồi con thuộc 4 nhóm kiểu hình. Trong đó có 89 ruồi mắt đỏ cánh bình thường, 97 ruồi mắt tia cánh cụt, 94 ruồi mắt đỏ cánh cụt và 80 ruồi mắt tia cánh bình thường. Có thể nhận thấy hai nhóm kiểu hình đầu tiên là các nhóm kiểu hình giống bố mẹ, còn hai nhóm kiểu hình còn lại là các nhóm kiểu hình tái tổ hợp. Theo giả thiết về sự phân ly độc lập của hai gen không liên kết, tỷ lệ phân ly kiểu hình trong phép Lie phân tích này được mong đợi là 1:1:1:1. Với tổng số 360 cá thể con thu được, số lượng ruồi thuộc mỗi nhóm kiểu hình được mong đợi là 90 con. Phép thử khi bình phương phân tích các số liệu dựa trên một bảng được minh họa trên hình. Với cột thứ nhất liệt kê các nhóm kiểu hình gồm hai nhóm kiểu hình giống bố mẹ và hai nhóm kiểu hình tái tổ hợp. Cột tiếp theo là số lượng cá thể tương ứng với mỗi nhóm kiểu hình thu được trong thực nghiệm. Ở đây chúng ta cộng gộp các kiểu hình giống bố mẹ với nhau và các kiểu hình tái tổ hợp với nhau. Tỷ lệ phân ly kiểu hình được mong đợi là 1:1:1:1. Tức là khi cộng gộp tỷ lệ phân ly kiểu hình giống bố mẹ và kiểu hình tái tổ hợp sẽ có tỷ lệ phân ly là 1:1. Nói cách khác, từ tổng số 360 cá thể con, số cá thể con được mong đợi ở mỗi nhóm sau khi cộng gộp sẽ là 180 cá thể. Đối với mỗi nhóm, trước tiên chúng ta xác định độ lệch D giữa số liệu thực nghiệm ký hiệu là O và số liệu lý thuyết ký hiệu là E, rồi lấy giá trị bình phương của giá trị D này. Giá trị D bình phương sau đó được đem chia cho số liệu lý thuyết E, tức là D bình phương trên E. Tổng cộng, các giá trị D bình phương trên E thành phần của tất cả các nhóm kiểu hình được mong đợi là giá trị khi bình phương thực nghiệm. Giá trị khi bình phương thực nghiệm trong thí nghiệm trên là 0,2 cộng 0,2 bằng 0,4. Tiếp theo đó, chúng ta xác định bậc tự do của số liệu thường được ký hiệu là DF. Nhìn chung, bậc tự do được tính bằng số nhóm dữ liệu trừ đi 1. Ở đây, chúng ta có hai nhóm dữ liệu là nhóm các tính trạng giống bố mẹ và nhóm các tính trạng tái tổ hợp. Vậy, bậc tự do trong trường hợp này là 2:1:1. Lúc này, chúng ta sử dụng bảng khi bình phương để xác định xác suất P. Xác suất P trong bảng khi bình phương phản ánh xác suất mà ở đó độ lệch giữa các giá trị thực nghiệm và giá trị lý thuyết chỉ là tình cờ. Với giá trị khi bình phương bằng 0,4 và bậc tự do bằng 1, chúng ta tìm thấy giá trị P nằm trong khoảng 0,5 đến 0,7. Điều này có nghĩa là với giả thiết được kiểm tra, nếu thí nghiệm được lặp lại độc lập nhiều lần thì có từ 50 đến 70% số lần thí nghiệm, giá trị khi bình phương sẽ bằng hoặc thấp hơn giá trị khi bình phương thực nghiệm đã xác định và độ lệch giữa thực nghiệm và giả thiết chỉ là tình cờ. Thường thì khi giá trị khi bình phương đưa ra giá trị xác suất P lớn hơn 0,05 thì có thể coi độ lệch giữa thực nghiệm và lý thuyết không có ý nghĩa thống kê và giả thiết được chấp nhận. Còn nếu giá trị xác suất P nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 thì độ lệch giữa giá trị thực nghiệm và lý thuyết được coi là có ý nghĩa thống kê và giả thiết bị loại bỏ. Nói cách khác, khi P nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 thì chúng ta chỉ có thể trông chờ giá trị khi bình phương nhỏ hơn giá trị khi bình phương thực nghiệm đã xác định trong nhiều nhất 5% số lần lặp lại thí nghiệm. Vì vậy, lúc này giả thiết bị loại bỏ. Trong số liệu thu được từ phép Lie phân tích nêu trên, phép thử khi bình phương cho thấy giả thiết về sự phân ly độc lập của hai cặp gen được chấp nhận. Bây giờ, chúng ta hãy xem một phép Lie liên quan đến hai tính trạng lặn khác, trong đó có tính trạng màu mắt giống như thí nghiệm trên và tính trạng thứ hai là dạng cánh cong. Một trong hai dạng bố mẹ được đem Lie là ruồi thuần chủng, có kiểu hình mắt tía cánh cong và có kiểu gen là PR+PR+CC. Dạng bố mẹ còn lại cũng là ruồi thuần chủng, có các kiểu hình kiểu dại là mắt đỏ cánh thẳng, với kiểu gen là PR+PR+C+C+. Do các tính trạng đột biến là lặn nên tất cả các ruồi F1 sẽ có kiểu hình mắt đỏ cánh thẳng, nhưng đều có kiểu gen dị hợp tử là PR+PR+C+C. Khi tiến hành phép Lie phân tích giữa ruồi cái F1
với ruồi đực mắt tía cánh cong thu được 448 ruồi con thuộc 4 nhóm kiểu hình, gồm có 181 ruồi mắt đỏ cánh thẳng bình thường, 169 ruồi mắt tía cánh cong, 52 ruồi mắt đỏ cánh cong và 46 ruồi mắt tía cánh thẳng bình thường. Hai nhóm kiểu hình đầu tiên là các kiểu hình giống bố mẹ, còn hai nhóm kiểu hình còn lại là các kiểu hình tái tổ hợp. Theo giả thiết về sự phân ly độc lập của hai gen không liên kết, tỷ lệ phân ly kiểu hình trong phép lai phân tích này sẽ được mong đợi là 1 chia 1 chia 1 chia 1. Với tổng số 448 cá thể ruồi con thu được, số lượng ruồi thuộc mỗi nhóm kiểu hình được mong đợi là 112 con. Chúng ta cũng điền các số liệu vào bảng tính khi bình phương như trong thí nghiệm trước, bắt đầu từ các kiểu hình giống bố mẹ ở hàng thứ nhất, rồi đến các kiểu hình tái tổ hợp ở hàng thứ hai. Ở đây, số lượng cá thể được mong đợi, tức là số liệu lý thuyết thuộc mỗi lớp kiểu hình sẽ là 224. Sau khi tính giá trị khi bình phương theo công thức tính đã nêu ở thí nghiệm thứ nhất, chúng ta thu được giá trị khi bình phương trong thí nghiệm thứ hai này là 70,9 cộng 70,9 bằng 141,8. Cũng giống ở thí nghiệm thứ nhất, trong thí nghiệm thứ hai, số bậc tự do cũng bằng 1. Đối chiếu giá trị khi bình phương bằng 141,8 ở bậc tự do bằng 1 với bảng xác suất khi bình phương, chúng ta tìm thấy giá trị xác suất P nhỏ hơn 0,001. Điều này có nghĩa là với giả thiết được kiểm tra, nếu thí nghiệm được lặp lại nhiều lần thì chỉ có một trong hơn 1.000 lần thí nghiệm độ lệch giữa số liệu lý thuyết và thực nghiệm là do tình cờ. Nhớ rằng giá trị P bằng hoặc nhỏ hơn 0,05 thường được xem là bằng chứng cho thấy sự khác biệt giữa số liệu thực nghiệm và số liệu lý thuyết là có ý nghĩa thống kê, lúc này chúng ta phải loại bỏ giả thiết. Kết quả thí nghiệm thứ hai đưa đến giả thiết thay thế phù hợp hơn là hai gen PR và C phải liên kết với nhau. Trong thực tế, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 2 và cách nhau 21 đơn vị trên bản đồ di truyền, tương ứng tại các vị trí 54,5 và 75,5.